Tất cả đi vô trong này hết đi. Tất cả mọi người đi vô hết đi. Có rồi con, có bưng cái. Ok, lão là bưng lại đây. Để dưới này. Tất cả mọi người mỗi cầm cây nhang và im lặng một mít đi là qua đây. Tất cả mọi người im lặng nha, không ai đứng gì hết, đi vô trong này hết. Còn vô trong hết, tất cả mọi người vô đứng trong khu phía bên này hết. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát, Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ, Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ, Nam mô Đức Chúa Sư, Nam mô Đức Mẹ Maria, Nam mô Thánh Mahamet Giáo Chủ Hồi Giáo, Nam mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên Chư Thánh Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu, Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Long Mẫu, Ngũ Long Công Chúa, Các Thái Tử Long Cung. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Phái Khắc Sĩ Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Tiên Ông. Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương. Nam mô Đại Tỷ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Chư Vị Thánh Thần Long Cung Thị Giới. Nam mô Các Sư Tỷ Long Cung Thị Cung Thánh Mẫu Phú Quốc. Nam mô Chư Vị Thần Hoàng Sơn Thần, Thổ Địa, Chư Vị Thánh Thần, Năm Non, Bảy Núi, Ông Vua Bà Chúa Tứ Phương, Tám Hướng, Mười Hai Phương, Khắp Toàn Cõi Nước Việt Nam. Nam mô Ông Vua Bà Chúa Tám Phương, Mười Hai Phương, Hướng Khắp Cõi Nước Mỹ. Nam mô tất cả các vị Thánh Thần khắp cùng các năm châu bốn biển, toàn cõi địa cầu này mà con chưa được biết. Nam mô đệ nhất đệ nhị Long Thần Thất Sơn Núi Cấm Sám Long Thanh Long. Nam mô Xích Long Bạch Long đệ nhị Long Thần Núi Thiên Long Sơn. Nam mô Đức Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo Vua nước Việt. Nam mô Đức Đại Thánh Dương George Washington, vua nước Mỹ. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Quang Đế Công, vua nước Tàu. Đại Thánh Dương Trần Quang Khải, phụ tá của Đại Thánh Dương Trần Đạo. Nam mô Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt. Nam mô Đức Đại Thánh Văn Nguyễn Thái Học. Nam mô Đại Thần Trấn Nam Nguyễn Trung Trực.
Nam mô thần Bến Nghé, thần núi Ba Vì và các vị thần nước Việt Nam. Từ đầu khởi nguồn đường cơ Long Hổ năm 1978 mãi cho đến ngày hôm nay, dìu dắt con biết rõ nhiệm vụ của mình xuống trần thời mạt pháp này. Nam mô hồn thiên sông núi, từ bao đời của 100 bộ lạc giống nòi người Việt xa xưa từ bên kia Trung Quốc cho đến ngày hôm nay hình chữ S, cùng tất cả cho vị thánh thần miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nước Việt Nam. Nam mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp cơ xưởng kiên tý, các vị hộ pháp nơi gia của thái tử, các vị hộ pháp Thiên Long Giang, Ngã Hồ và Thiên Long Cung ở Fusio, Houston về đây hôm nay dự lễ. Xin cung thỉnh các chư vị tề tụ tham dự buổi lễ, xin giảm nghiệp cho nhân loại vô minh. Hôm nay ngày 30 tháng 4, ngày kỷ niệm của nước Việt Nam bị ngăn cách bởi ý thức hệ, một bên thì là tháng tư đỏ, một bên thì tháng tư đen, một bên vui, một bên buồn. Thiên Long Sơn hôm nay ngày đầu tiên con làm buổi lễ 30 tháng 4 này, để cho từ nay nước Việt Nam chỉ cho ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, chứ không có ai vui và cũng chẳng có ai buồn. Đó là vì nghiệp quả của chúng sanh nước Việt nặng, cho nên phải chịu nhiều khổ cực đắng cay. Ngày 30 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão, con Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Hoàng Thiên Tuấn Kiệt cùng công chúa Long Cung Quyền Châu Thiên Hạnh Thảo Gia Quyến cùng các thiện nam tín nữ và các đệ tử họ Thiên xa gần khắp mọi nơi, các tiểu bang tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, miền Bắc của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ, cùng các chư vị tiên trưởng, chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, sư phụ Phật Hoàng, Trần Nhân Tông, sư phụ Tế Công, sư phụ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, sư phụ Đức Thầy, nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, Nhũ Mẫu, đại tỷ tỷ và 24 huynh đệ tỷ muội của con trên trời, cùng các chư vị hộ pháp gia hộ cho thái tử xưa nay chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con có ngày hôm nay. Con rất vui và tự hào kiếp này được cha chọn cho con hạ phàm mang thân người Việt lập đạo thiên tâm cứu đời. Thở nhỏ có những lúc sống cô độc khổ cực, lưu lạc xứ người một mình, sống giữa trời không ai nương tựa, sống thấp hèn chút phận nhỏ nhoi bình thường, chịu nhiều ức hiếp kỳ thị của người đời, nhưng con đều không buồn giận, nhưng vẫn kiên trì và vượt qua. Từ cơ xưởng làm ăn cho tới giấy phép mở cổng núi Thiên Long Sơn này, lên mạng truyền tin chỉ lối mong mọi người hiểu cái sự chết sống vô thường đang diễn biến trước mắt, thiên tai bệnh dịch kinh tế đói khổ chiến tranh còn gọi là ngày tận thế đang sàng lọc chọn người hiền, mong mọi người bỏ ác hướng thiện để dự hội Long Hoa, hội anh tài khắp năm châu tề tụ về đất mẹ, xây dựng lại một Việt Nam mới rạng ngời, sánh vai cùng cường quốc. Vậy mà cũng bị chửi mắng, sửa xói nhục mạ đủ thứ. Những người đó thật đau lòng, là những người cùng dẫn dân với mình, cùng tiếng nói với mình. Nhưng con luôn thương mến họ và cầu xin cho những người đó, xin cho toàn khỏi địa cầu này ngày lễ Vu Lan năm 2018, con có đặt bàn cầu khấn xin giảm hồi bốn nguyên tử, xin cha giảng hồi bốn nguyên tử
Và sau đó con đặt bàn cầu thánh năm 2022, xin cho Satan nghe không chín thành Kiev. Và hôm nay cũng vậy, con cùng các đệ tử họ Thiên cùng cộng lực cộng đức có mặt hiện diện nơi đây, thành tâm cầu khấn xin cha mẹ cho chiến tranh, bệnh dịch, kinh tế, thiên tai, đói khổ sớm qua mau, cái ác ra đi chỉ còn lại cái thiện, cho thế giới trật tự ổn định lại, cho đức thầy sớm xuất hiện, cho con có cơ hội lo cho dân cơm no áo ấm, cho Phật Di Lạc ra đời, cho Đức Phật Di Lạc ra đời, cho bá tánh có cuộc sống an bình hạnh phúc, cho thiên tướng Trump sớm trở lại ổn định trật tự thế giới, cho đầm lầy kỳ này tắc cạn, cho kinh tế Mỹ ổn định trở lại, cho con sớm được về Việt Nam làm xong phần nhiệm vụ, phần còn lại cho con dân Việt Nam thoát cảnh áp bức sống khổ cực, đói kém, tủi nhục, cơ hàng làm lao động xanh dùm khắp mọi nơi, cho 6 triệu chim hiền được trở về xây dựng lại một mái nhà mới Việt Nam, cho anh em Bắc, người Việt Nam Bắc Trung Nam đoàn kết, ai cũng bình đẳng không phân biệt. Ta đây ăn nói lưu lót là chức trưởng, còn ngươi ăn nói chất phác miền Nam là chức phó, cho thầy ra thầy, cho tục ra tục, tăng ra tăng, không còn lấy đạo làm đời, không còn mượn áo vàng đẹp trai ăn nói ru ngủ để thu tài danh lấy đạo mạo đời, không khai trí được cho Phật tử, còn làm Phật tử không tin cha mẹ, không tin có Phật Di Lạc sắp ra đời, làm cho xã hội xáo trộn, mất đi niềm tin trời Phật. Nước Việt Nam nay không còn mấy ai tròn hiếu đạo, vợ chồng trẻ nhỏ hung ăn, người lớn vui chơi thác loạn, dân giờ không còn tin chính quyền thấp không tin chính quyền cấp cao, đảng viên không tin lãnh đạo không tin lãnh đạo trung ương, và trung ương không tin thể chế, cứ đốt củi đốt lò đấu đá lẫn nhau chỉ vì phe nhóm cá nhân tranh giành quyền lợi riêng, không màng gì tới dân, không lo cho dân, mặc ai chết thì chết, ai sống thì sống, cả nước mọi nơi dân chúng thiếu thốn, thuốc men, nhà thương sắp bị đóng cửa hàng loạt, không việc làm, công ty bỏ đi, nhân công Bình Dương về quê làm ruộng cũng không có ruộng mà làm, vì đã bị người Trung Cộng mua thu hết, chợ Bến Thành vắng lặng điều hiu, Sài Gòn giờ là thành phố buồn, thành phố ma. Rồi đây sẽ có nạn đói, bệnh dịch, Covid trở lại nữa, chiến tranh Biển Đông khó tránh khỏi, mọi nẻo đường vận chuyển sẽ bị bế tắc, tắc nghẽn. Khi chuyện đã tới thì hỡi ôi, hiện tình đất nước đã điêu tàn, nay càng ngày càng thêm suy đồi, rồi sẽ bị sụp đổ. Cộng đời sống kém đạo đức, do tập đoàn thầy quốc danh ru ngủ, nên giờ ai cũng như người mất hồn, không nơi nương tựa tinh thần lẫn thể xác. Thiên Tâm Đạo ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 do lệnh cha ban xuống, và chiếc thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền Bát Nhã là cái phao giữa biển khơi, là dòng tay êm ái của mẹ, kịp cứu đám con khờ lặn hụp giữa dòng đời gian ác đầy ô trượt này của thời tận thế hạ quân này, để chuẩn bị bước sang đời tân dân thánh đức thượng quân thời vàng kim, thời của những đứa con ngoan hiền còn hữu duyên tin vào cha mẹ, biết giơ bàn tay lên khi không còn tia hy vọng gì, khi bốn núi đá khép dần ép kính lại, khi cuối đường hầm bóng tối mẹ cho tia sáng
Thiên Tâm ra đời kịp lúc con thiên tử, con cha được ân phước hạ phàm lập đạo cùng sư phụ đức thầy, chịu biết bao nhiêu tuổi nhục, kiên trì vừa qua hôm nay đã có chút mầm non nảy nở, hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả chúng con có mặt hiện diện buổi lễ hôm nay đã những đứa con ở Houston bỏ công việc làm ăn không ngại đường xá xa xôi lái xe còn đe làm cái miếu thật đẹp tặng cho núi Thiên Long Sơn, ngài Sơn Thần. Thật cảm động, cảm kích. Thiên Tâm Đạo ra đời, đạo trời pháp Phật thờ Thượng Đế, cũng giống như đạo Công giáo, Hồi giáo và những đạo trên thế giới đều thờ trời, sẽ từ từ thống nhất tất cả các đạo, sẽ có nền thịnh trị nhiều ngàn năm về sau, sẽ dẫn đầu các tôn giáo tự do thịnh vượng lâu dài, rạng danh con rồng cháu tiên nước Việt Nam, sáng ngời cho năm châu chầu phục minh dương, về lo xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan cao cuộc đời. Xin cha, xin mẹ cho hài nhi được phước lo này, để về trời phục lệnh cho cha mẹ được vui. Con nguyện sẽ lấy ân báo oán mà con đã được cha mẹ và chư vị lâu nay thường dạy dỗ, cho chim hiền hải ngoại được tự do bay về xây dựng lại đất nước quá tan nát nghèo khổ, cho những cái giả cái mỹ dân không còn trên đất nước Việt Nam nữa, và luôn cầu xin cha mẹ hải hà xá tội nghiệp cho chúng sanh vì họ chưa hiểu mà đã phạm lỗi phạm thượng, cho thế giới, cho diêu khen chiến tranh sớm qua mau, mọi nơi vui ca tiếng cười, cho sự bất công xã hội không còn tồn tại trên quả địa cầu. Hồ Chí Minh đã hút kỳ hẹn 80 năm trả nghiệp cho nước Việt, nay đến lúc đã giao lại cho con dân Việt rồi. Nhưng sao mà xác vẫn còn ở lăng Ba Đình, thân đầu thì bị ngục hình trồi lên sụp xuống, hồn thì bị tra tấn không hiểu nổi. Dân không hiểu mỗi năm tốn tiền bảo trì xác hôi thối đó bằng nuôi cả triệu người, Trung Cộng không phải là Trung Quốc vô thần. Xưa nước Tàu xuân thu nhiều nước, ngày nay cũng nên chia lại lục quốc. Như xưa nước nào trả lại cho nước đó, không xâm chiếm lẫn nhau, không còn hận thù, chiến tranh, chết chóc nữa. Riêng nước Mỹ, gia đình Biden đã xả nghiệp cho nước Mỹ, thì xin đừng cho chia rẽ trắng đen. Sau chiến tranh thế giới thứ ba, mong Mỹ thu lợi phẩm trời ban phong thần. Chúng con với lòng từ bi chí thành dân hương, lễ vật kính lại thắng cầu ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu cùng tất cả các vị Phật mười phương hiện diện hôm nay trên đỉnh núi Thiên Long Sơn màu nhiệm này. Nay con hải hà thương xót chúng sanh u mê trong cõi ta bà lầm đường lạc lối, mong cha mẹ cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật.